Có một sự hưng phấn không hề nhẹ đang chảy trong huyết quản của Lionel Messi. Thành công của Inter Miami, sự cuồng nhiệt của người Mỹ, những thứ này khiến con quái vật trong người Leo thức giấc. Messi bây giờ thi đấu không vì gì cả ngoài niềm vui. Không ai có thể bắt El Pulga xỏ giày ra sân nếu anh không muốn. Nhưng nếu Messi muốn thì làm sao? Và đó chính là một vấn đề với Inter Miami. Messi bây giờ là một con gà đẻ trứng vàng. Chỉ cần cái tên Messi xuất hiện ở đâu, tiền sẽ chảy ra ở đó. Inter Miami đã tốn không ít tiền để trả lương cho siêu nhân người Argentina. Và đương nhiên là họ phải kiếm lời. Chính vì thế, giữa cơn sốt Messi của cả nước Mỹ, anh cần thi đấu mọi trận. Một điều chắc chắn là quá sức với một lão tướng 36 tuổi. Đó chính là con hổ mà cả Messi và Inter Miami vừa leo lên. Họ đã đặt ra tiêu chuẩn quá lớn, thể hiện vượt ngưỡng kỳ vọng và tự biến mình thành một thế lực bắt buộc phải thành công. Với những chiến tích lịch sử vừa làm được, Inter Miami giờ đã ở một vị thế khác. Sức ép đè lên họ cũng sẽ lớn theo, chứ không còn như thời ngủ nướng hay uống trà sữa trước kia nữa. Mà ai cũng biết, hạt nhân của thành công này là Messi. Chẳng người Mỹ nào điên bỏ mấy chục nghìn đô để xem Inter Miami. Thứ mà họ muốn xem là Messi trong màu áo của Inter Miami. Nhu cầu chiêm ngưỡng Messi quá lớn, nó thậm chí không kém cạnh lúc anh còn là số 10 ở Barca. Thật thế đấy, huấn luyện viên Tata Martino từng làm việc ở Barca và hiểu hơn ai hết. Thời còn đứng đầu sân Camp Nou, trong những trận đấu không quan trọng, Martino sẵn sàng cho Messi dự bị hoặc thậm chí là không đăng ký để ngôi sao của mình có thời gian nghỉ ngơi. Khi đó, Barca đủ mạnh để thắng những đối thủ dưới cơ mà không cần Leo. Đồng thời, việc Messi không thi đấu cũng hoàn toàn thuần chuyên môn, khán giả châu Âu đều có thể hiểu được. Nhưng người Mỹ không quan tâm. Họ không quan tâm đến luật lệ, không quan tâm logic, thậm chí là chẳng thèm quan tâm tới bóng đá. Thứ họ muốn chỉ là Lionel Messi mà thôi. Thế nên vào lúc này, quyết định để Messi dự bị hay là không đăng ký Messi thi đấu còn khó gấp vạn lần thời ở Barca với Martino. Và như đã nói, bản thân Messi cũng quá hưng phấn để có thể chịu nghỉ ngơi. Tính ra anh đã thi đấu đến 8 trận chỉ trong khoảng 33 ngày, ngoại trừ trận ra mắt gặp câu lạc bộ Cruz Azul ngày 22 tháng 7 vào sân từ hiệp 2. Các trận tiếp theo, Messi thi đấu cả trận, trong đó có 3 trận thi đấu 120 phút và sút luân lưu. Có thể nhìn ra là dù Messi vẫn luôn cười rất tươi, nhưng đôi chân của anh đã thấm mệt. Những pha bứt tốc không còn xuất hiện nữa, Messi cũng không còn xông xáo tranh bóng như một tháng trước. Không phải là Messi chưa từng trải qua lịch thi đấu liên tục 3-4 ngày một trận, nhưng ở độ tuổi này, mỗi ngày mỗi khác. Chấn thương có thể đến bất cứ lúc nào với Messi, và nếu kịch bản đó xảy ra, người buồn nhất chính là nước Mỹ. Không riêng Messi, các cầu thủ khác của Inter Miami đều khá mệt mỏi, họ đã đạt đến giới hạn của thể lực. Chúng tôi sẽ phải tính toán lại trong 3 trận tiếp theo và khả năng để Messi được nghỉ ngơi. Tuy nhiên đến chừng nào Messi không nói với tôi bất cứ điều gì, anh ấy vẫn thi đấu. Ai cũng biết là Messi rất thích thi đấu, anh ấy có nguồn cảm hứng vô tận trên sân cỏ, Tata Martino chia sẻ. Thôi thì hãy tin vào bản năng của Messi vậy. Tin vào việc khi cơ thể chạm đến giới hạn, còi báo động sẽ vang lên và Messi sẽ xin rời sân. Chỉ sợ là bản năng không thắng được sự chuyên nghiệp của Messi. Trong cả sự nghiệp, trừ khi chấn thương quá nặng mà ai cũng nhìn ra, chứ chưa bao giờ thấy Messi chủ động nhìn về huấn luyện viên mà quay tay xin thay người. Đúng như lời Martino nói, Messi luôn thích thi đấu, không bao giờ muốn nằm sân, câu giờ, ăn vạ hay chỉ vì cảm thấy không ổn một chút là từ chối thi đấu tiếp. Ở con người này, hai chữ đam mê hiện lên rõ ràng. Messi đuổi theo bóng, chơi đùa với nó như người bạn thân, mà đã chơi với bạn thì cả ngày không chán. Messi ở Miami có vẻ như đang chơi bù quãng thời gian tăm tối ở Paris. Tại Miami, Leo không còn cảm giác phải ra sân vì nghĩa vụ, vì hợp đồng nữa. Anh muốn chứ không phải là bị bắt buộc. Messi lại trở về với thói quen ở Barca, đến sân tập thật sớm, thể hiện hết mình, rồi lái xe về nhà. Lặp lại như thế cho đến ngày thi đấu. Không riêng gì các cổ động viên đang tận hưởng Messi, chính Messi cũng đang tận hưởng từng ngày hạnh phúc viên mãn. Nhưng cái gì quá thì đều không tốt. Hưng phấn quá cũng có thể gây ra nhiều tác hại không ngờ. Messi chưa từng chấn thương nặng suốt 7 năm qua, không có nghĩa là anh sẽ mãi không gặp nạn. Ở tuổi này, chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Thế nên trong mọi chuyện, phòng bao giờ cũng tốt hơn chữa. Chủ tịch David Beckham và huấn luyện viên Tata Martino đôi khi phải cứng rắn làm cụt hứng của Messi, buộc anh phải nghỉ ngơi một vài trận để tái tạo năng lượng. Messi thì chắc chắn sẽ không vui, nhưng là một người hiểu chuyện, anh cũng sẽ không để bụng những vị sếp của mình. Để vực dậy Inter Miami không phải là chuyện ngày 1, ngày 2. Messi đã làm được quá nhiều thứ kỳ diệu, đốt cháy rất nhiều giai đoạn trong 5 tuần qua. Thế nên anh xứng đáng một quãng nghỉ ngắn trước khi trở lại guồng quay khốc liệt.
giới chủ Inter Miami cũng cần biết lựa cơm gắp mắm, chứ đừng tham bát bỏ mâm mà làm hỏng hết cả đại sự. Và lúc này, Inter Miami khó có thể lội ngược dòng vô địch MLS, thế nên mục tiêu chính sẽ là trận chung kết Cúp Quốc gia Mỹ vào ngày 27 tháng 9 tới. Trận nào Messi có thể không đá, chứ trận đó Leo bắt buộc phải tham gia. Muốn tránh bất chắc, những lãnh đạo của Miami phải sớm đưa ra lịch trình vừa thi đấu vừa nghỉ ngơi hợp lý cho Messi. Chung kết Cúp Quốc gia lớn hơn chung kết League Cup rất nhiều. Nếu vô địch thì khỏi phải nói, đời Inter Miami lại lên một nấc thang mới. Danh vọng, tiền bạc, mọi thứ đều đang chờ Inter Miami. Ở trận chung kết Cúp Quốc gia Mỹ, Messi và đồng đội được thi đấu trên sân nhà gặp câu lạc bộ Houston Dynamo. Sân nhà của câu lạc bộ Inter Miami, sân DRV PNK, có sức chứa 18.000 chỗ ngồi, mới được nâng lên 21.000 chỗ ngồi từ khi chiêu mộ Messi hồi tháng 7. Sức chứa này được dự báo là sẽ không đủ khi Inter Miami thi đấu trận chung kết Cúp nước Mỹ do nhu cầu người xem quá lớn. Nhà báo Gaston Edu cho biết, câu lạc bộ Inter Miami đang xem xét khả năng chuyển trận chung kết Cúp nước Mỹ từ sân DRV PNK sang sân đấu đa năng Hard Rock ở Miami Gardens, Florida, có sức chứa lớn hơn. Sân đấu này sẽ đáp ứng được nguyện vọng rất lớn của các cổ động viên Inter Miami, khi rất nhiều người muốn chứng kiến đội nhà và Messi thi đấu trận chung kết Cúp nước Mỹ, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử của đội bóng này. Tỷ phú Jorge Mas, đồng sở hữu câu lạc bộ Inter Miami từng cho biết, Inter Miami thi đấu trên sân nhà DRV PNK, nhưng ở những trận quan trọng và tầm cỡ, chúng tôi xem xét đến khả năng tổ chức ở sân Hard Rock để đáp ứng mong muốn của người hâm mộ. Sân Hard Rock rất nổi tiếng ở nước Mỹ, là sân đấu đa năng tổ chức các trận bóng đá kiểu Mỹ, bóng chày, quần vợt và bóng đá. Sân cũng được chọn tổ chức các trận tại vòng chung kết World Cup 2026 với Mỹ, Mexico và Canada đồng đăng cai. Còn với những ai thích thuyết âm mưu và nghĩ rằng việc Messi và Inter Miami vào tới hai trận chung kết liên tiếp là dàn xếp, thì nên biết rằng tài sản của cả ba ông chủ Inter Miami cộng lại cũng chỉ đứng thứ 5 trong danh sách những tỷ phú đang sở hữu các câu lạc bộ ở MLS mà thôi. Beckham hay anh em nhà Mas giàu có thật đấy, nhưng cũng chỉ là hạng trung bình nếu so với những cá mập đứng đằng sau một vài đội bóng khác. Núi cao còn có núi cao hơn, đừng so về tiền khi không có khả năng, trong khi lại hạ thấp giá trị thực sự của bóng đá. Mỗi lần Messi ghi bàn, mỗi lần Busquets thực hiện những đường truyền hay mỗi lần Jordi Alba chạy chỗ, mọi người đều hỏi, đây là dàn xếp à? Sự nghi ngờ đó phi lý và vô cùng nực cười. Beckham bức xúc. Với tôi, chứng kiến những ngôi sao này thi đấu giống như xem một bộ phim. Mọi thứ trong lối chơi của họ đều đẹp, cả về phong cách thi đấu trên sân cũng như mọi thứ về cá nhân họ ngoài sân cỏ. Vẫn theo Beckham, nếu anh tự mình viết kịch bản thì khó có thể nghĩ ra kịch bản hay hơn nhiều so với những gì mà Messi và các đồng đội tại Inter Miami trình diễn. Nếu có thể tác động vào MLS lúc này, David Beckham thực tế chỉ có thể đóng vai đấng cứu thế, bởi chỉ có Mỹ Nam quyến rũ này mới đủ quyền lực để bảo Messi nghỉ thi đấu, và đó chính là cửa sống cho phần còn lại.